Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Như tất cả bạn biết thì hành trình leo top 1 của mình thì từ top 3 leo top 1 thì trong vòng 3 ngày. Và những ngày còn lại là tổng từ cao thủ 6 sao đến top 1 là tổng 8 ngày, nhích nhích hơn một chút. Thì trong khoảng thời gian của mình cay thì nó rất là vất vả. Thì ngày hôm nay, trận cuối cùng, trận mà mình có thể là mang lại Nakadot trở lại ngôi vương thì nó sẽ như thế nào? Thì mời tất cả hãy cùng đón xem và chúc tất cả các bạn có một ngày mà rất vui vẻ. Đấy, thực sự ngày hôm qua mình đã thua cay đắng một trận khi là mình cầm Lindis, thua một trận rất là cay đắng khi còn một sao nữa. Đấy, thì ngày hôm nay trận cuối cùng, liệu Nakadot mới sướng có thể là thống trị lại ngôi vương, có thể mang lại top 1 hay không? Ok, let's go. Quá cướp luôn. Trận rất căng, trận hôm nay thì có cả Dep và các game thủ khác đánh cũng rất là hay. Cướp luôn, chơi luôn, trời ơi, vào sớm quá. Ok, vào này, chết, hay quá. Ôi, choáng rồi. Cướp thế này lỗ rồi, không được rồi, xong rồi. Ôi, xong rồi, về, ôi, trời ơi. Nạt rồi. Ôi, xong rồi. Trời ơi, cướp xàm quá. Cái pha thứ tư cướp thì đẹp rồi. Láo sớm quá. Ok, không sao. Nói chung là một cái trận đấu hay thì là phải có một những cái trận đấu về ngáng cơ, căng thẳng như thế mới hay. Ok, không sao. Rồi thì mình sẽ farm lại bình thường tất cả bạn đấy. Ôi, mệt quá. Có lẽ là mình sẽ nói cho những cái bạn khán giả mà chưa biết mình là ai thì tất cả các bạn khán giả đã chứng kiến mình leo top ở trong vòng 8 ngày để leo lên được một cái top thì nó rất là mệt. Trời ơi, thọt về, mất cả bua thế này. Trời ơi, con cá nó ăn cả bua mình như thế này, thọt cái game này, trời ơi, căng quá. Lên giết luôn, đây. Đấy rồi, có màng rồi, ngon. Đấy, rất là tuyệt vời, trả bua cho tao. Các bạn khá là thọt máy mà cả một màng cái đời thọt. Đấy, giết luôn, lên. Ôi, ok, giết được rồi, hay quá. Rồi, trời ơi, căng quá. Đây, vào. Giết luôn. Giết. Ôi, đây, hay quá. Giết, tuyệt vời. Quá hay rồi. Kèo ngon đấy các bạn ơi. Ngon quá. Thực sự là khi mà Nakadot nó thọt như thế này đâu thì tất cả thực sự là có hai màng như thế này thì nó rất là tuyệt vời. Bởi vì mình khẳng định rằng mình có chết một màng đâu game thì con Slim của nó cũng không khỏe hơn mình đâu. Đấy. Thì bây giờ thì vẫn tiếp nối là mình sẽ ăn cho mình con rồng này. Thì có một sánh nào đá thôi. Mình sẽ lên cấp bô sánh nào luôn. Đấy, ok, tẻ thôi. Vậy, rồng nè. Ok, bỏ. Ôi, trời ơi, thảm con rồng quá. Trời ơi, thảm con rồng quá. Sorry các bạn. Thực sự là cái trận này cắn quá các bạn ấy. Hồi hộp quá, hay. Thì mong tất cả bạn hãy ủng hộ kênh Mới Sướng mình. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy cho mình xin một nút subscribe các bạn nhé. Thực sự hiện tại đây là nói chung là mình khá là mệt rồi, cho nên mình mong các bạn thông cảm là mình cũng thể bình luận được súng nó quá mệt, cay quá mệt rồi. Ok, thì mình sẽ farm lại bình thường thôi. Tỷ số trận này đang là 7-4. Thì thực sự là vẫn chưa bên nào nhìn ở bên nào đâu. Lượng tiền thì vẫn đang còn ngang nhau thôi các bạn đấy. No. Chơi luôn, trời ơi. Mình ngồi chiếu rồi. Thực sự là cái phá đó mình không dám chơi. Cố lên, hay. Không dám chơi là bởi vì thực sự là con tu lén nó khắc chế con Nakadot này lắm. Đấy. Con tu lén này nó khắc chế con Nakadot lắm, cho nên mình không dám vào, nó sốc đá mình chết.
Đây mình sẽ đi lên cánh con cá này luôn các bạn nhé. Nó có biết còn đánh hơi được không nhá. Ai xa, đánh rất là tình. Ôi cho cười chết rồi. Thực sự là hiện tại mình đang khá là hồi hộp. Mình rất là hồi hộp các bạn ấy. Không được rồi, nó tỉnh quá. À, mình không lái đâu. Mình đang còn tập trung để đánh. Ok, mình sẽ quay lại ăn bùa trở lại thôi. Ôi, chết rồi, xong rồi, mất trụ rồi. Mình sẽ đi lên thủ trụ phán này. Game này mà... Đấy, phán này mình giết con sơn lý bên này các bạn này, 1-3 này. Chơi luôn, đủ đam, nhảy, đấy, hay. Ok, được rồi. Hay quá, máy mà thủ trụ. Đấy, mình giết con này luôn, chơi luôn. Chơi luôn, như giết. Ôi, nó có hơi màu đây. Ôi, một phá, hay quá. Rồi, tí mình lên rồi, chơi luôn. Tí mình lên rồi. Con cả kia. Đấy. Hay quá, tuyệt vời. Rồi. Phá trụ lấy anh em ơi, lết game mà thua team nỏ đấy. Ôi. Lết game mà thua team nỏ luôn đấy. Ok, hay quá, thôi phám. Phám thôi. Ok, được rồi, thì khi mà mình lên top 1 rồi thì mình sẽ nói cho các bạn biết luôn. Tại vì sao mình lại leo top 1 thích đấu. Thứ nhất là mình sẽ tặng cho toàn thể khán giả và fan của mình. Không phải fan đâu, mà toàn thể tất cả anh em khán giả bạn bè của mình. Và thứ hai là mình chuẩn bị cưới rồi. Cho nên là mình muốn làm một cái gì đó trước khi mình cưới. Thì mình sẽ làm một cái gì đó. Ôi, đây, phán này luôn, ngon. Sleep. Đấy rồi. Đây, giết. Hay quá, đông đổi tôi đánh hay quá, đẹp. Thì mình chuẩn bị cưới đó, cho nên là thực sự là mình muốn làm một cái gì đó trước cái ngày cưới của mình. Mình muốn làm một cái kỷ niệm trước ngày cưới, mua 6 này. Mình leo tôi một thách đấu. Đấy. Và sau này thì mình sẽ tập trung hướng dẫn tất cả các bạn leo rank. Hướng dẫn tất cả các bạn các cầm nang nào, các rót hoặc là tất cả những vị tướng nào để cho tất cả các bạn leo rank, để leo rank thật cao đấy nhá. Mong tất cả các bạn hãy ủng hộ mình, hãy ủng hộ kênh Mưa Sướng thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Đây. Đấy, ngon, một mạng. Chơi luôn. Ôi. Ôi, tiếc quá. Cái pháo trên lim kia. Ôi, xong rồi, thôi. Tẻ ra. À, đây, phá này mình giết nó luôn. Từ. Đấy rồi, giết. Ôi, trời ơi, phá máu. Ôi, trời ơi, máy gần chết. Tẻ thôi. Hay quá rồi. Ok, mình phá một chút, mình lấy màu cái đó. Nói chung là khá là mệt đấy các bạn ấy. Giọng mình khăn khan đấy này. Giọng khan cay mệt quá. Ngày hôm qua cái trận đầu của mình thua thất bại một trận rất là cay đắng. Thì ngày hôm nay mình phải trả thù lại những gì mình đã mất. Ngày hôm nay mình có Nagaroth giết luôn. Đấy rồi. Ôi sổ ấm trùng mái kia. Tím nó tàn ghế vậy. Ôi xong rồi. Mình cảm thấy cái phá combat này xấu xáo ấy. Thôi. Tè. Không đánh đâu. Phá này combat. Đây, giết con này luôn. Hay. Thôi tè. Cái phá combat này. Ôi, mày mình nảy được. Ok,
quay bé Phạm thôi. Hay quá. Giết luôn này. Ui mày em chết chứ. Rồi vẫn chưa ăn cái công được rồi. Game này mà cuối game nó mệt lắm. Thực sự cái game này mà đánh cuối game thì mệt lắm. Không biết mình có mang Nagaroth trở lại thống trị giống như mua hái của mình hay không á. Chứ là mất chủ trên rồi. Băng luôn. Vào. Ok, phá trụ giết luôn. Ôi trời, trời ơi, nó cấm làng kia. Giết. Hay quá. Cố lên anh em ơi. Ok, con quan trọng phải trụ thôi. Mình đừng ăn kinh công pha này. Để anh kinh công nhưng mà team nó lại ra hết rồi các bạn ạ. Thôi cho nên là mình sẽ không ăn đâu. Đấy, đủ đám không? Đủ rồi, hay quá. Không có quái kìa. Ôi, hồi hộp quá. Ôi, giết này. Giết luôn, ôi trời ơi, tốc biến. Không đủ đám luôn. Chết rồi, do cửa chết rồi. Thôi tệ rồi, con này nó mạnh quá, chết rồi. Có phá được trụ hay không đây? Ôi, láng kia. Hay quá, win luôn đi. Trời ơi, cái game này win nhanh đi. Phá trụ này. Ok, hai đường rồi, cố gắng ba đường mấy gá các bạn ơi. Ôi, ngon rồi. Top 1 rồi các bạn ơi. Ngon quá. Ôi, về ăn kinh công pha này được. Ôi, không được rồi, không ăn được cái này nó rất khả năng thôi. Từ từ mình phám quả này, mình về ăn kinh công nó đẹp rồi. Hai đường mà thua nữa thôi các bạn ạ. Thôi tệ rồi. Ok, tất cả các bạn và cùng mình đón khoảnh khắc mình có thể là mang Nagaroth trở lại ngôi vương các bạn nhé. Không biết như thế nào đâu. Nhưng mà hái được rồi. Cái lời thì ở cái game này của mình nó rất là tuyệt vời rồi. Từ từ, theo mình cái game này gắng ăn thêm một cái trù nữa thì nó chắc chắn thua. Mình làm sao mà ăn được ba đường đấy. Kinh công đi anh em ơi, mình đẩy ở đây cho. Rồi đứng. Kinh công đi, đây, pha này chơi luôn đi. Đấy, con này tao phải giết đi. Cái thằng phá chuỗi top 1 của tao. Thằng này phá chuỗi top 1 của mình nhiều lắm đấy. Ok, win rồi. Ok, trận đấu thì có lẽ là sẽ kết thúc ở đây luôn thôi. Quái đâu. Ôi, con cá nó khỏe vậy. Ôi, không quý được rồi. Ok. Mình sẽ lấy cái trụ này, ba trụ cho chắc chắn này. Đấy. Rồi, thằng cá nó phát cái đẹp rồi. Phá nha thôi anh em ơi, phá nha. Ôi xời, tím nó ra cả rồi. Ôi xời, ôi. Cái phá này sao lại choảng vậy nhờ. Vai, vô lý thế. Sao cái phá này choảng vậy nhờ. Rồi, vào chém trụ là win rồi. Đều quá, tự nhiên quái hết trụ bản minh kìa. Bú quá, sao đi. Ôi thôi.
bắt được thì bắt nè, không bắt được cái thối nè. Thôi về 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 về. Tím nói thì khả thọt thôi, nhưng mà thực sự là kéo lết là mệt đấy. Ôi xong rồi. Xong rồi, mất kinh công rồi. Chẳng lẽ lại thua các bạn à? Nói chung là chưa có trường hợp nào mà bá đường mà thua đâu các bạn ấy. Là mình, trời ơi, cái trận này thua thì thua luôn đấy. Chạy vô, cố lên. Cây mới sẽ đầy quải cao lên thôi các bạn ấy. Bây giờ chỉ có cách đẩy quải cao lên để cho nó không đi ra khỏi nhà thì được. Ôi đừng, đừng chết. No, đừng chết. Ôi sẽ chết rồi. Xong rồi, bị lật keo à. Chẳng lẽ game này là bị lật keo các bạn. Ôi là xong rồi. Ơi, cái game này sao vậy nhờ? Giết. Ui quát. Cầm cái rồi các bạn ơi, tay chân nam hôi hộp, rúng cả tay rồi. Rồi, tôi về chết đấy. Ôi xong rồi, chào rồi. Chẳng lẽ thua các bạn ơi, xong rồi, thua rồi. Vai, cái game vô lý quá. Chẳng lẽ lại thú rồi các bạn. Trời ơi. Ôi, đừng ra các bạn ơi, thủ nhà đi. Trời ơi, tự nhiên cái phá nào thẳng nó mà không phá kìa. Đây, bắt màn vào đây luôn đấy. Đây rồi. Giết luôn, trời ơi, tốc biển à. Tốc biển cũng giết. Ôi trời ơi. Khổ vậy. Nagarot của game phải rồi. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng mang Nagarot trở về cái đỉnh vinh quang bằng được. Bằng tất cả sức lực của mình. Ở cái game này mình sẽ mang nó trở về top 1. Bắt chắc chắn. Cứ đây quả bá đường cao đấy các bạn ơi. Đừng, ôi trời, chết lẻ rồi. Xong rồi, mệt rồi. Ôi, đừng chết lẻ nữa. Về thủ thôi. Bây giờ thì mình cũng giảm tự. Ôi trời ơi, xong rồi. Ôi anh ơi. Ui máy quá. Ôi tí mình. Ôi sóng. Ôi trời ơi, cái game này không thể tí được. Thua luôn. Ôi trời, còn một mình. Ôi vô lý vậy. Vậy khổ tím quá. Lên giáp mới chính ngày nào. Ôi máy của Lily ra thủ nhà. Trời ơi, thua luôn. Ai lật keo gắt về. Bên sẽ ra nền. Để con quả này, ok, quả chết rồi. Tẻ thôi. Hay quá. Chấm giết được con ấy rồi. Giết luôn, mình chết luôn được. Hay quá, chết hai rồi. Cố lên anh em ơi. Đổi đồ, ok được rồi. Nền luôn, bắt mạng à, chơi luôn ngon luôn, ok thẳng rồi. Yes. Ok, clip à, chắc chắn cái game này sẽ thắng. À, trên quái đứng trên này. Trời ơi, các bạn làm mình run tay run chân quá. Cày mệt quá rồi. À, xong rồi game này mình đi tuyên nước cả đấy, ổ mệt quá. Cái game này mà thua là đủ bị ngất luôn.
con nào đấy? Con ạ. À đi kè, ok được rồi. Trận đầu có lẽ đến đấy là kết. Từ từ, bình tĩnh. Yes! Mình đã mang lại Nakadot trở lại top 1 thách đấu Việt Nam. Ok, clip đến đây kết thúc. Chúc tất cả các bạn cùng xem clip thật là vui vẻ nhất tất cả các bạn nhá. Ok, 193 sao, top 1. Đấy, như tất cả các bạn có thể thấy đấy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn hãy đã xem clip này nhá. Các bạn hãy like và subscribe kênh của mình về nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ôi, mệt quá, mình nằm viện đây. Nằm viện, chết.